Chào mừng các bạn trở lại bản tin chuyển nhượng ngày 22 tháng 8 trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua những diễn biến nóng hổi xoay quanh thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023. Mở đầu bản tin của ngày hôm nay sẽ là phiên chợ chiều Man City. Họ đã chứng minh được rằng tiền bạc và địa vị đang trở thành thứ chìa khóa hữu hiệu giúp họ dễ dàng chiêu mộ những mục tiêu quan trọng. Sau Mateo Kovacic và Josh Kovadion, Man City đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cuối cùng để bổ sung thêm một tân binh chất lượng trong hè này. Đó là trường hợp của Jeremy Doku. Cụ thể, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã xác nhận rằng tài năng người Bỉ sẽ gia nhập đoàn quân của Pep Guardiola sau lời đề nghị mới nhất trị giá 60 triệu euro của gã nhà giàu thành Manchester được chấp thuận. Trước đó, các điều khoản cá nhân cũng đã được thông qua và tất cả chỉ còn phụ thuộc và kiểm tra y tế của Doku trong ít ngày tới. Jeremy Doku từng được biết đến như viên ngọc thô sáng giá nhất của nước Bỉ sau thế hệ vàng của những Kevin De Bruyne, Lukaku hay Eden Hazard. Sau khi rời đội bóng quê nhà Anderlecht để chuyển đến Rennes hồi đầu năm 2020, Doku vẫn không ngừng cho thấy sự phát triển vượt bậc của bản thân, bất chấp chấn thương đã đôi lần kìm hãm tài năng của anh. Điểm mạnh nhất của Jeremy Doku chính là tốc độ và các kỹ năng xoay sở khi có bóng trong chân, đặc biệt là những tình huống lái bóng vào trong. Trọng tâm cơ thể thấp chính là thứ vũ khí, giúp cầu thủ sinh năm 2002 dễ dàng xử lý tình huống ở không gian hẹp, tính chất tương đồng với Riyad Mahrez hay Raheem Sterling trước đó. Mùa trước, ngôi sao chạy cánh 21 tuổi đã đóng góp 7 bàn thắng và 4 tình huống kiến tạo sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chưa kể, thống kê trung bình mỗi 90 phút cho thấy anh có đến 1,47 cú dứt điểm và 6,59 lần dê bóng thành công, một con số quá đỗi ấn tượng đối với một cầu thủ đang chinh chiến tại châu Âu. Tất nhiên, điều này cũng lý giải vì sao Jeremy Doku được ấn định là mục tiêu ưu tiên mà The Citizen mong muốn sở hữu trong suốt nhiều tuần trở lại đây, nhằm khỏa lớp khoảng trống của Mahrez, người đã chọn chuyển đến Anali trước đó. Cách đây ít ngày, West Ham cũng đã bày tỏ tham vọng sở hữu chữ ký của Jeremy Doku. Tuy nhiên, mức giá mà họ đưa ra lại không đáp ứng được nguyện vọng của đội bóng nước Pháp và giờ đây, Man City đã không mắc bất cứ một sai lầm nào để chốt hạ mục tiêu tiền quyết của mình. Không có nghi ngờ gì về việc Ryan Gravenberch đang cảm thấy không hài lòng về vai trò cũng như vị thế của bản thân giữa dàn sao của Bayern Munich. Kể từ khi cập bến vào mùa hè năm ngoái, tiền vệ người Hà Lan mới chỉ có đúng 3 lần được điền tên trong đội hình xuất phát tại Bundesliga. Dưới triều đại của huấn luyện viên Thomas Tuchel, anh cũng chỉ là ưu tiên thứ tư của ông thầy người Đức trong số các quân bài đang có ở trong tay. Đồng nghĩa rằng để được thi đấu nhiều hơn, ra đi có vẻ sẽ là lựa chọn tốt nhất cho Gravenberch. Trên thực tế thì cũng đã có không ít sự quan tâm dành cho cựu sao của Ajax, đặc biệt nhất phải kể đến đó là Liverpool và Manchester United. Hai đội bóng cũng đang ra sức tăng cường chất lượng ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, đối với Bayern Munich thì họ lại không quá vội vàng trong việc bán anh, đồng nghĩa rằng nếu muốn được bật đèn xanh tiếp cận Gravenberch, dù là bất kỳ đội bóng nào đi chăng nữa thì cũng phải đáp ứng được đúng mức phí mà họ đề ra. Chia sẻ về tình hình của Gravenberch, Florian Plettenberg cho biết chính vì điều này đang khiến cả Man United lẫn Liverpool cảm thấy e dè và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chính thức đưa ra lời đề nghị dành cho tiền vệ 21 tuổi. Tuy nhiên, giới thượng tầng hùng xám vẫn tin rằng họ sẽ sớm nhận được một lời mời đàm phán về trường hợp của tiền vệ này trong những ngày cuối cùng của phiên chợ hè. Và giữa thời điểm mà các đội bóng khác bắt đầu nóng vội thì họ sẽ dễ dàng đạt được mục đích của mình. Được biết, đội bóng xứ Bavaria dường như không có ý định bán cầu thủ người Hà Lan với giá thấp hơn con số 18,5 triệu euro mà họ đã chi trả cho Ajax để có được sự phục vụ của Ryan Gravenberch. Cũng là một thương vụ khác liên quan đến Bayern Munich, nhưng trong khi Liverpool hay Manchester United đều đang đau đầu với bài toán của Gravenberch, thì tại nước Ý, Inter Milan đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi lời đề nghị thứ hai của mình đã thành công. Sau khi bị từ chối mức giá khởi điểm bao gồm 25 triệu euro trả trước kèm thêm 5 triệu euro phụ phí, cuối cùng thì Bayern Munich cũng đã gật đầu với lời đề nghị trị giá 30 triệu euro cùng 2 triệu euro ở các khoản thưởng bổ sung để thương vụ Benjamin Pavard chuyển đến Inter Milan được kích nổ. Hậu vệ người Pháp cũng được cho là sẵn sàng đồng ý với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Nezazzurri. Cách đây vài tuần, Pavard từng được đồn đoán rất nhiều với việc chuyển đến Manchester United trong trường hợp Quỷ Đỏ thành công đẩy Maguire sang West Ham. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không thể xảy ra và bây giờ, khi lời đề nghị đến từ nước Ý kéo đến, anh cũng không mất quá lâu để đưa ra quyết định của mình. Dù vậy, Bayern Munich vẫn đang yêu cầu rằng họ cần phải tìm được một người thay thế trước khi thương vụ này hoàn tất. Đồng nghĩa thương vụ rất có thể sẽ kéo dài đến những ngày cuối cùng của phiên chợ hè. Song giám đốc thể thao của Inter Milan, ông Giuseppe Marotta vẫn tự tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tất cả thành viên trong ban lãnh đạo của Inter Milan đều đang rất trông chờ sự xuất hiện của tuyển thủ người Pháp. Bởi từ khi gia nhập Bayern Munich,
tên tuổi và đẳng cấp của anh đã dần được khẳng định, đồng nghĩa rằng đây sẽ là một chữ ký chất lượng mà Inter Milan đang tìm kiếm sau sự ra đi của Milan Skriniar. Về phía Bayern Munich, họ sẽ phải hành động thật nhanh chóng để đảm bảo được chiều sâu lực lượng, bởi chỉ cách đây ít ngày, họ cũng đã bật đèn xanh để Josip Stanisic đến với Bayer Leverkusen theo dạng một bản hợp đồng cho mượn. Theo tiết lộ từ một số nguồn tin, chủ tịch của câu lạc bộ Al-Ittihad, ông Alma Anali, đã tổ chức một cuộc gặp gỡ với Gabriel Magalhaes tại London, cùng với đó là những động thái ngầm thúc đẩy quan tâm của họ về thương vụ này. Thông tin này nổ ra vào đúng thời điểm mà Gabriel hiện đang không được điền tên trong đội xuất phát ở hai trận đấu liên tiếp, làm dấy lên những lời đồn đoán về sự ra đi của một trung vệ đã từng rất quan trọng trong tay huấn luyện viên Mikel Arteta ở mùa giải 2022-2023. Trong suốt hành trình thăng hoa pháo thủ ở mùa giải trước, hậu vệ người Brazil chỉ vắng mặt đúng 9 phút, qua đó cho thấy rõ vị thế của anh trong hàng ngũ của đội bóng Bắc London. Mới đây, Fabrizio Romano cũng đã quả quyết khẳng định rằng Arsenal đang xem trung vệ 25 tuổi là một trong những cái tên không thể chạm tới tại Emirates, và dù có như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không bán anh trong mùa hè năm nay. Gabriel Magalhaes thậm chí còn quan trọng hơn nữa trong mắt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, bởi sau trận mở màn mùa giải, chấn thương ACL đã khiến Julian Timber sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 6 tháng. Do đó, hàng phòng ngự chính là khu vực mà Arsenal hiện đang không muốn mất thêm bất kỳ một cái tên nào. Bên cạnh đó, Gabriel đã cho thấy được những bước nhảy vọt trong mùa giải trước. Không chỉ đóng góp ở khía cạnh chuyên môn, ngôi sao sinh năm 1997 còn cho thấy mình là một trong những người có tiếng nói trong phòng thay đồ có tuổi đời rất trẻ của Arsenal, đồng thời mang lại sự bình tĩnh và chững chạc đáng kinh ngạc khi được đặt thi đấu bên cạnh người đàn em William Saliba, qua đó đảm bảo sự vững chãi cho tuyến phòng thủ của Arsenal. Tuy nhiên, Gabriel không phải là cầu thủ duy nhất mà nhà đương kim vô địch Saudi Pro League nhắm đến trong chuyến công tác đến London hè này. Bên cạnh đó, tình trạng của Nicolas Pepe cũng đã được thảo luận đến, song vẫn phải chờ xem những buổi đàm phán cuối cùng mới có thể khẳng định được tương lai của cầu thủ chạy cánh ở bờ biển Nga. Theo Le Quip, West Ham đang cho thấy sự tích cực về việc ký hợp đồng với tiền đạo Hugo Ekitike của Paris Saint-Germain trong vài giờ qua. The Hammers đang tìm cách cụ thể hóa tham vọng của mình trong các cuộc thảo luận với Paris Saint-Germain bằng cách đưa ra một lời đề nghị hỏi mượn kèm tùy chọn mua đất trị giá khoảng 35 triệu euro cho chân sút người Pháp. Nhà báo người Pháp Fabrice Hawkins cũng đồng thời tiết lộ rằng West Ham đang phải đối mặt với không ít sự cạnh tranh để ký hợp đồng với Ekitike, bao gồm cả Eintracht Frankfurt và AC Milan. Paris Saint-Germain được cho là đã đặt Ekitike lên bàn đàm phán với đội bóng nước Đức nhằm giảm tải bớt chi phí trong thương vụ Randal Kolo Muani. Nhưng điều này đã không khả thi bởi phía Frankfurt chỉ muốn nhận lại toàn bộ số tiền. Do đó, lời đề nghị của West Ham được cho là sẽ giúp họ dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Ekitike. Mặc dù chỉ vừa mới trải qua một mùa giải tại sân công viên các hoàng tử ở vai trò kép phụ cho Kylian Mbappe, nhưng Ekitike đã phần nào cho thấy được tiềm năng to lớn mà bản thân đang sở hữu. Dù vậy, việc ra đi có lẽ sẽ là phương án tốt nhất cho đà phát triển của anh, bởi Paris Saint-Germain vừa mới bổ sung khá nhiều tên tuổi đình đám trên hàng tấn công trong suốt kỳ chuyển nhượng hè 2023. Ở chiều ngược lại, sau sự ra đi của Gianluca Scamacca, thì trong tay huấn luyện viên David Moyes chỉ còn duy nhất một gương mặt đáng tin cậy là Antonio, một cầu thủ đã bước sang độ tuổi bên kia sườn dốc. Dẫu biết rằng anh vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu, nhất là sau khi tỏa sáng để mang về chiến thắng cho đội nhà trong cuộc tiếp đón The Blue vừa rồi, nhưng không ai có thể đảm bảo được rằng anh có thể sung sức trong suốt một mùa giải dài hơi. Do đó, bổ sung thêm một tiền đạo giàu khát khao chiến đấu sẽ là nhiệm vụ cấp thiết của đội bóng Tây London vào lúc này, và Hugo Ekitike xem chừng sẽ là lựa chọn phù hợp để họ giải quyết bài toán đó. Tuy nhiên, West Ham sẽ phải chờ đợi xem câu trả lời cuối cùng của Paris Saint-Germain là gì, bởi đội bóng nước Pháp trước đó đã thổ lộ rằng họ chỉ muốn bán đứt Ekitike trong hè này, hoặc ít nhất họ sẽ yêu cầu một điều khoản bắt buộc mua đứt để tránh trường hợp đối tác quay xe khi mùa giải khép lại. Tờ Evening Standard đưa tin Everton là đội mới nhất vừa tham gia vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Callum Hudson-Odoi, ngôi sao đang bị lãng quên tại Stamford Bridge. Trước đó, Fulham là đội được cho là đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ ngôi sao người Anh nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Manor Solomon để lại. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ bởi đội bóng huấn luyện viên Marco Silva chưa thể tìm được tiếng nói chung với The Blue trên bàn đàm phán. Được biết, mức giá mà Chelsea mong muốn thu lại được từ Hudson-Odoi sẽ là không dưới 8 triệu bảng. Trong khi đó, Fulham lại cho rằng số tiền này là quá đáng so với một cầu thủ đã bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng. Về phía Everton, họ đang xem Hudson-Odoi là một phương án hữu hiệu để sẵn sàng cho sự ra đi của Demarai Gray, người không còn được Sean Dyche xem là cầu thủ chủ chốt và đã đồng ý chuyển đến Al-Sabah.
Đội bóng của Đài vốn đã bị hạn chế đáng kể ở hai hành lang cánh, với Dwight McNeil, Alex Iwobi và Jack Harrison đều đang gặp phải vấn đề về sức khỏe. Thế nên nếu không thể nhanh chóng ký kết với một nhân tố mới trước khi Gray rời đi, thì đây sẽ là một mối hiểm họa đối với tham vọng chuyển mình của The Toffer. Khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi rời Paris Saint-Germain của Sergio Ramos đã kết thúc. Đây là thời điểm mà anh đang phải nỗ lực để tìm kiếm một bến đỗ mới cho mình. Ở tuổi 37 cộng với đó là tiền sử bệnh án mà anh phải trải qua ở thủ đô nước Pháp. Ít có đội bóng nào dám đánh cược vào chữ ký của hậu vệ người Tây Ban Nha. Trước đó tại MLS, Ramos đã thu hút sự chú ý của cả Los Angeles Galaxy lẫn Inter Milan, song mức lương của anh chính là thứ khiến họ phải chùn bước. Điều tương tự cũng diễn ra đối với giấc mơ trở lại Sevilla của Ramos. 17 năm sau khi rời Andalusia, Ramos lại chọn trở về đúng thời điểm mà tình hình tài chính của đội bóng đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Thậm chí, chủ tịch của câu lạc bộ còn thừa nhận rằng anh không phải là sự lựa chọn phù hợp cho Sevilla vào lúc này. Do đó, dù rất muốn, nhưng vẫn có một rào cản vô hình trong ý định tái hợp của cả hai. Cuối cùng có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành bến đỗ của Sergio Ramos. Theo tiết lộ từ Foot Mercato, ngôi sao sinh năm 1986 đang ở rất gần với việc chiêu mộ của Beşiktaş. Được biết, cả hai vẫn đang thảo luận về những điều khoản cuối cùng trong hợp đồng trước khi buổi ký kết được diễn ra. Và đó cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân. Chúc các bạn có một ngày thật tràn đầy năng lượng và đừng quên khung giờ 10:30 hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.